Không biết là cái ý của cô chú anh chị và các bạn như thế nào, nhưng mà riêng cái ý của Tấn á, là rất thích cái nhà mà xây cái kiểu chưa tô như thế này nha. Có lát gạch men, nhìn vô á, cái cảm giác rất là mát mẻ luôn. Căn nhà này là căn nhà mới xây chứ không phải là nhà cũ nha. Người ta xây cái kiểu là không tô nha anh chị, cho nên là cái đường gạch nè, đường xi măng nè, người ta làm rất là đẹp, rất là hoàn thiện luôn. Khỏi cần tô, để vậy là vô ở thôi. Nhà mới xây, nhà này hướng nam, xây trên miếng đất có diện tích là 119m2, chiều ngang á, là 5m, chiều dài 24m, có 75m2 thổ cư, còn lại cây lâu năm nha. Đường mặt tiền của đất là đường rải sỏi nha anh chị, ô tô vô đậu trong sân luôn. Cách bờ kênh thủy lợi của hồ Dầu Tiếng á, là có 70m thôi, cách đường nhựa 300m, cách chợ Thanh Điền cây số rưỡi. Địa chỉ ở đây là ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cách trường mẫu giáo 1 cây số, cách chợ 1 cây rưỡi, cách trường cấp 1, cấp 2 cây rưỡi luôn, ủy ban xã 1 cây rưỡi luôn. Vị trí này á là gần cụm công nghiệp Thanh Điền, gần quốc lộ 22B nha. Cách có 2 cây thôi. Cách ngã tư Thanh Điền 3 cây và từ đây vô thành phố Tây Ninh á là 6 cây. Anh chị thấy bên ngoài nhà xây chưa tô, chứ ở trong nhà tắm toilet á, là dán đá bóng kiến sáng trưng luôn, nhìn đẹp lắm. Nhà này là có 2 phòng ngủ nha. Nhìn vô cái cảm giác mát mẻ. Ở phía trước á, em Hằng chủ nhà là mới mua mấy cây kiểng mới trồng vô để tặng cho anh chị luôn. Thì căn nhà này chị Xuân và em Hằng bán với giá dưới 700 triệu. Anh chị thấy đã không? Dưới 700 triệu nha. Giá bán cụ thể là 689 triệu. Chính chủ bán luôn, không qua trung gian. Kênh Nhà Đất Việt Nam Tấn Quay á, là chỉ thu cái phí quảng cáo thôi, chứ không có ăn phần trăm hoa hồng nha. Cho nên Tấn sẽ đọc số điện thoại của chị Xuân và em Hằng, chủ nhà, để cô chú anh chị bằng liên hệ trực tiếp, gặp chính chủ luôn. Tấn sẽ quay rõ ràng hình ảnh thực tế của căn nhà nè, giấy tờ nè, đường đi nè. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghi trong cái đường link và để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị bạn thích kênh Nhà Đất Việt Nam, nhớ bấm đăng ký để ủng hộ Tấn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết căn nhà. Bây giờ Tấn đứng ở trong nhà quay ra ngoài sân nè anh chị. Đó, quay ra mặt tiền á. Mặt tiền là cái đường rải đá mi, ô tô là vô đậu trong sân luôn. Nhà có làm cổng rồi có mái che đồ luôn ha. Nhà này là hướng chánh nam nha anh chị. Đây anh chị coi tổng thể của căn nhà nè, nhìn mát mẻ cực kỳ luôn. Nay mùa hè nhưng mà vô nhà cảm giác mát lắm nha anh chị. Không phải cái tông màu của gạch màu đỏ là chúng ta cảm thấy nó nóng đâu. Riêng Tấn là cảm thấy nó mát á. Bên dưới là lát đá bóng kiến luôn nha anh chị. Đó, 2 phòng ngủ nè, rồi có cửa sổ đồ nữa nè. Tại vì hai bên hàng xóm là đất trống, mở cửa sổ đồ thoải mái luôn. La phong đồ nè anh chị. Chắc nhiều cô chú anh chị bạn chưa có ở trong cái nhà gạch như thế này bao giờ luôn. Ở Tây Ninh á, ở Tây Ninh là nhà gạch như thế này nhiều lắm nha. Người ta xây lên á anh chị, kiểu như là chưa có đủ tiền để tô sơn rồi đó, thì người ta xây cái phần thô là xây gạch không à. Cái người ta ở thời gian, chừng nào có tiền thì người ta mới làm tiếp. Đấy, cho nên là cô chú anh chị bạn đi tới Tây Ninh á, thấy cái nhà gạch như thế này là rất là nhiều luôn. Khỏi cần tô, khỏi cần sơn luôn, để vậy là ở nha anh chị. Nhiều người ta dán gạch men nữa. Đây, cái đường mặt tiền nè anh chị em, ô tô vô thoải mái luôn, xe tải đồ đi được luôn. Đó, đi ra cái nhà màu trắng đó là quay mặt tiền ra bờ kênh đó anh chị. Là bờ kênh là ngay tay mình chỉ nè, cách có 70 mét thôi. Đó, đi ra hết cái vách tường này là ra kênh thủy lợi của hồ Dầu Tiếng ha. Rồi, cái đường đi vô là chúng ta đi hướng này nha. Đây, đi ra 300m. À, cách đường nhựa không tới 300m đâu, cách đường nhựa chừng 200m thôi. Là ra ngay cổng chào ấp Thanh Hòa nha anh chị. Ra mẫu giáo chợ Thanh Điền là đi hướng đó. Cái đường này thì tương lai ta sẽ mở thông luôn nha anh chị ơi. Hiện tại là nếu mà thông á, thì đi xe máy được thôi, chứ không đi ô tô được ha. Tương lai ta sẽ mở bự để đi ô tô luôn. Rồi, cái nền sân thì anh chị thấy là làm cao hơn cái đường một khúc luôn. Đây, làm cao hơn đường khúc luôn.
Nhà này là mới xây xong luôn nha anh chị. Em Hằng nó là mới dọn rửa, lau chùi ngày hôm qua thôi. Đây bên hông nè anh chị. Bên hông bên đây thì có một cửa sổ ha. Rồi có làm cổng, có làm mấy tre rồi nè. 689 triệu. Cổng sơn màu xám ha. Sân thì lát gạch vỉa hè nha anh chị. Ô tô 4 chỗ là đậu được trong sân luôn. Sử dụng nước giếng khoan nha anh chị ơi. Đó, giếng khoan là ngày này ha. Ở trước là hàng rào lưới 40 nè. Cái sân sau anh chị, cái sân phơi đồ sau cũng rộng rãi lắm. Rồi đây là mặt dựng của ngôi nhà nha. Cửa đồ sơn hoàn thiện rồi hết luôn nha anh chị. Cửa khung sắt sơn màu trắng. Bậc thềm bước lên nhà là hai bậc, phong thủy tốt luôn đó. Rồi đây là những cái cây kiểng em Hằng mới vừa trồng luôn, tặng cho anh chị đó. Có cửa sổ nghe phòng khách luôn nè anh chị. Cái này là đá bóng kiến nha anh chị em. Lát nè nè, đá bóng kiến ha. Nhà mới lau chùi ngày hôm qua cho nên là sạch sẽ lắm anh chị. Ổ khóa nè. Ổ khóa có thương hiệu luôn. Rồi đây là khu vực phòng khách nè anh chị. Thì phòng khách chủ nhà người ta thiết kế như thế này ha. Bên phía cửa sổ thì ngay chỗ này á, chúng ta có thể là để cái bàn học sinh đó anh chị, để cái bàn học ngay chỗ này đó, nếu có con em đi học ha, thì để bàn học ngay này hợp lý nè. Có cửa sổ đồ thông thoáng. Rồi anh chị xem nhà này xây cái kiểu là xây không có tô, không có sơn, không có dán gạch men gì hết. Cho nên là cái đường xây á anh chị, đường gạch nè và đường xi măng nè, người thợ người ta làm rất là kỹ nha. Cầu dâu điện nè. Đó, rồi sơn cửa đó nè anh chị, sơn nào. Hoàn thiện 100% luôn ha, để vậy là dọn vô ở thôi. Anh chị nhìn thấy mát mẻ không? Nhiều cô chú anh chị ở tỉnh khác thấy cái kiểu này lạ, nhưng mà nếu ở Tây Ninh thì cái kiểu này cũng quen lắm. Nhà ở Tây Ninh hầu như là khoảng 50% là người ta xây nhà chưa tô như thế này rồi. Rồi ở thời gian rồi có vốn nữa người ta mới tô sơn đồ. Đó có cửa sổ. Rồi bây giờ coi phòng ngủ nha. Phòng ngủ. Phòng ngủ này cái bề ngang á thì nhỏ, nhưng mà cái bề dài á thì nó dài, nó được cái chiều dài ha, có ô cửa lấy sáng nè, bên trong la phong nè. Cửa khung sắt kính mờ. Có đèn ngủ đồ sẵn luôn nha anh chị em. Đây để mình xem cái diện tích phòng ngủ. Phòng ngủ này được cái là cái chiều dài. Đây gạch là 60-60 ha, để mình đếm cái mấy tấm gạch nha. Chiều ngang nè, 1, 2, 3, 3 tấm gạch rưỡi. Là chiều ngang là khoảng 2m1. Còn chiều dài á, chiều dài thì ok lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gần 7 tấm. Tức là chiều dài là tới 4m lận nha anh chị. Chiều ngang hơn 2m, chiều dài là 4m. Rồi đó là phòng ngủ thứ nhất. Đây là phòng ngủ thứ hai nè anh chị. Cũng giống như vậy luôn, diện tích cũng y chang vậy luôn. Và đây ha, chỗ này có cái bức bình phong nha. Ở phía sau đây là khu vực nhà bếp. Nhà bếp thì dán đá bóng kiến rồi nè anh chị. Bồn rửa chén rồi nè. Dán gạch men rồi ha. Còn bên đây là nhà tắm toilet nè. Lúc nãy mình nói trong nhà tắm toilet á, dán đá bóng kiến rồi nhìn sáng sủa đẹp lắm. Giờ anh chị coi nè. Coi thấy nè. Nhà tắm riêng, toilet riêng luôn. Đây nè anh chị, dán lên tới trên nóc luôn, có cửa thông gió nè. Nè cận cảnh cái đá bóng kiến nè. Đó đây là nhà tắm ha.
Bên dưới là gạch chống trượt, gạch chống trượt đẹp lắm. Cửa nhôm, kính mờ. Còn bên đây toilet nè anh chị. Đó, cũng dán đá bóng kiến lên tới trên nóc luôn. Bên trên có là phong nữa. Cái bồn nước inox là không có để phía trên đây nha. Bồn nước inox là có cái trụ, có cái trụ riêng luôn, cái trụ sắt nha anh chị. Đây, ra coi cái bồn nước, ra coi cái sân phơi phía sau nè. Phía sau là lát gạch vỉa hè luôn nè anh chị. Đó, bồn nước là có cái trụ sắt để riêng nè. Ở sau á, hàng xóm là miếng đất trống. Bồn này 500 lít nha anh chị. Có dời nước đầu phía sau nè, phía sau lát gạch vỉa hè luôn ha. Đó, hai bên hông và ở sau lưng là miếng đất trống ha. Người ta trồng mấy cây nhãn, mấy cây dừa rồi nè anh chị. Nhà này hướng Nam, địa chỉ là ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất là 119m2, có 75m2 thổ cư, còn lại cây lâu năm. Nhà mới xây, mới vừa xây xong luôn. Hai phòng ngủ, xây theo kiểu là không tô. Giá bán 689 triệu. Mặt tiền là đường rẫy đá mi, ô tô vô tới nhà. Cách bờ kênh thủy lợi của hồ Dầu Tiếng á, là có 70 mét thôi. Cách đường nhựa là khoảng 200 mét thôi. Đây, nhà hàng xóm kế bên nè anh chị. Nền nhà thì xây khá là cao ha. Cách chợ Thanh Điền là 1,5 cây nha. Cách cụm công nghiệp Thanh Điền 2 cây. Đây vô thành phố Tây Ninh á, là 6 cây. Còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên đây là khoảng 80-90 cây nha anh chị. Rồi, đó là tổng thể của căn nhà đang cần bán. Nếu anh chị bạn thích kênh Nhà Đất Việt Nam, nhớ bấm đăng ký kênh nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem sổ hồng. Rồi, đây là cái sơ đồ trên sổ hồng nè anh chị ơi. Nhà đất này là hướng chánh nam nha. Chiều ngang á là 5m và chiều dài là 24m. 5 x 24. Mặt tiền là đường rẫy đá mi nha. Địa chỉ ở đây là ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 119,2m2. Có 75m2 thổ cư, còn lại cây lâu năm. Và đây là số điện thoại của chị Xuân với lại em Hằng, chủ nhà. Anh chị bạn muốn mua nhà thì liên hệ ha. Giá bán là 689 triệu. Số của chị Xuân là 0983 537 792. 0983 537 792. Số của em Hằng là 0388 282 193. 0388 282 193. Hai số điện thoại này có Zalo nha anh chị. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Cô chú anh chị bạn thích video này thì nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh Nhà Đất Việt Nam để ủng hộ Tấn ha. Bây giờ mình sẽ quay cái đường đi từ chợ Thanh Điền vô nhà nha. Đây là ngay khu vực công viên tượng đài Trụ Nhọn. Lúc trước là chợ Thanh Điền, là ngay chỗ này nha anh chị. Bây giờ nhà nước dời chợ qua một bên rồi. Trên màn hình là trường tiểu học Thanh Hùng đó. Quẹo trái là ủy ban xã, có nhà thờ luôn. Quẹo trái là ra cụm công nghiệp Thanh Điền nha anh chị. Đây, ngay công viên tượng đài, tức là ngay chợ Trụ Nhọn nha. Nếu đi ra bên phía tay phải 500m là quốc lộ 22B đó anh chị, ra cụm công nghiệp Thanh Điền. Ngay khúc này là có trường dạy lái xe của tỉnh Tây Ninh đó. Dạy lái xe máy, xe ô tô á. Anh chị nào chưa có bằng lái thì học rồi thi ở đây luôn. Rồi, nhà lòng chợ này nhà nước dời qua bên đây nè anh chị. Bên phía tay phải á là có nhà văn hóa rồi trạm y tế luôn. Đây, bây giờ từ ngay chợ Thanh Điền này ha, chúng ta sẽ đi ngang Bách Hóa Xanh. Cái đường này mới vừa nâng cấp mở rộng lên nè anh chị. Đi ngang Bách Hóa Xanh chợ Thanh Điền nè. Và chúng ta sẽ chạy thẳng cái hướng này nha.
Từ chợ đi vô nhà là 1,5 cây đó anh chị. Xã Thanh Điền này thì giáp ranh với thành phố Tây Ninh ha. Và mình có đọc cái thông tin trên báo Tây Ninh á, thì tương lai xã Thanh Điền sẽ trở thành thị trấn của huyện Châu Thành nha anh chị. Nhà cửa dân cư quá chừng đông luôn. Cái khúc này là đường mới vừa nâng cấp nè. Tới phía trước mặt á, là có một cái ngã tư. Ngã tư ngay trường mẫu giáo Thanh Điền nè anh chị. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng. Đi thẳng tới cái cổng chào ấp Thanh Hòa. Thì chúng ta quẹo trái. Đây ngã tư ngay trường mẫu giáo nè. Nếu quẹo trái anh chị là ra tỉnh lộ B86. Cái khúc này gần hai cái trục đường lớn là quốc lộ 22B và tỉnh lộ 786 ha. Quẹo trái là ra tỉnh lộ 786 nè. Còn đường vô nhà là chúng ta đi thẳng luôn. Bên phía tay phải là trường mẫu giáo Thanh Điền. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chạy thẳng khoảng 700m nữa nha anh chị. Đó, từ ngay ngã tư trường mẫu giáo Thanh Điền chạy thêm khoảng 700m là sẽ tới cái cổng ấp văn hóa Thanh Hòa. Thì chúng ta sẽ quẹo trái ngay cổng này luôn nha anh chị. Nếu đi thẳng là tới chợ Thanh Hòa đó. Đi thẳng là có cái trường tiểu học nữa. Còn giờ mình quẹo trái qua khoảng chừng 100m thôi là tới cái kênh thủy lợi của Hồ Dầu Tiếng. Đường nhựa nè anh chị. Căn nhà đang cần bán cách đường nhựa này khoảng chừng 200m thôi ha. Đường có đèn đường luôn. Đây cái kênh thủy lợi của Hồ Dầu Tiếng nè anh chị. Thì chúng ta sẽ chạy qua cây cầu này. Vừa qua cầu là quẹo phải nha. Quẹo phải ngay quán cà phê này nè anh chị. Đó quẹo phải qua và chạy dọc theo cái bờ kênh này khoảng chừng chắc không tới 100m đâu. Để chúng ta đi bờ kênh khoảng chừng không tới 100m ha. Cái kênh này là kênh thủy lợi của Hồ Dầu Tiếng nha anh chị. Kênh được bê tông hóa nè. Hai bên bờ kênh thì nhà cửa nhiều nè. Từ đây vô nhà là hơn 100m ha anh chị. Mình đang đi bộ vô luôn nè. Đó quay kỹ cho anh chị coi ha. Định vị Google Maps của căn nhà thì mình sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Đây bên phía tay trái là cái chỗ này người ta bán những cái đồ trang trí nhà cửa đó anh chị. Đó số điện thoại trên màn hình là của chị Xuân với em Hằng chủ nhà. Anh chị nào muốn mua thì liên hệ hai số này nha. Có Zalo luôn. Giá bán là 689 triệu. Nhà cách cái bờ kênh này là có 70m thôi nha anh chị. Kênh này có cá nữa. Chiều chiều ra ngồi câu cá cũng được ha. Rồi tới ngay chỗ này nè. Đường rải đá mì nè. Chúng ta quẹo trái vô. Quẹo vô 70m là tới nhà bên tay trái luôn. Khu vực này anh chị thấy cây xanh đủ nhiều. Không khí mát mẻ trong lành ha. Đó thì cái đường đi vô nhà anh chị. Đường này đường bự. Ô tô, xe tải nhỏ đồ vô được nha. Còn cái sân nhà thì xe 4 chỗ đồ vô đậu cũng được nha anh chị. 4 chỗ đậu trong sân luôn. Nhà hướng chánh nam. Chiều ngang 5m. Chiều dài 24m. Tổng diện tích là 119m2. Có 75 thổ cư. Rồi đây chính là căn nhà đang cần bán nè anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh Nhà Đất Việt Nam nha. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.